Cô thân ái, chào các con. Những tiết học trước, các con đã học cách vườn có âm u đứng trước. Hôm nay, các con sẽ ôn tập để nhớ lại cấu tạo và nhận biết các vườn một cách chắc chắn hơn. Chúng ta cùng nhau vào bài học hôm nay, đó là bài 103 ôn tập. Các con đã sẵn sàng cho tiết học của mình chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau vào bài. Các con hãy quan sát tranh và cho cô biết đây là cây gì? À, đây chính là cây vạn tuế. Trong từ vạn tuế, tím tuế mang vần uê. Vậy vần uê gồm có những âm nào? Vần uê gồm có âm u đứng trước và âm ê đứng sau. Cô đánh vần u, ê, uê, uê. Bây giờ các con hãy đánh vần và đọc lại nào. U, ê, uê, uê. Tiếp theo, cô có một câu đố. Các con hãy chú ý lắng nghe câu đố của cô nha. Và hãy nói cho cô biết đây là mùa gì? Mùa gì ấm áp, chim én lượn bay, khắp chốn cỏ cây, đâm chồi nảy lộc. Các con đã đoán được đó là mùa gì chưa? À, đúng rồi, đó là mùa xuân. Mùa xuân thì chim én liện tựa con thôi, báo mùa xuân đẹp say sưa giữa trời. Trong từ mùa xuân thì tiếng xuân mang vần uân. Các con hãy quan sát cấu tạo của vần uân. Cô đánh vần u ớ n uân uân. Bây giờ cô mời các con đánh vần và đọc lại nhé. U ớ n uân uân. Cô đọc lại cả hai vần uê uân. Bây giờ các con hãy mở sách tiếng Việt tập 2 bài 103, ôn tập trang 42 và hoàn thành bảng ghép vần. Sau khi hoàn thành, các con hãy nhìn lên màn hình xem bảng ghép vần của mình có giống của cô không nhé. Tiếp theo, các con hãy quan sát các bảng vần của cô. Bảng vần thứ nhất, cô đánh vần u ê ư u ơ u. Bảng vần thứ hai, u ớ n un u ớ t út. Cô đọc ươi, ua, un, út. Tiếp theo, bảng vần thứ ba và bảng vần thứ tư. Các con hãy nghe cô đánh vần u, y, uy, u, y, a, uy, u, y, e, n, uyên, u, y, e, t, uyết, u, y, nh, un, u, y, ch, út. Cô đọc uy, uya, uyên, uyết, un, út. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Uy, ua, un, út, uy, uya, uyên, uyết, un, út. Các con hãy đọc lại đi nào. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển qua đọc các từ mới ngày hôm nay. Các con hãy nói cho cô biết đây là nơi nào? À, đây chính là Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận 7 của chúng mình đó. Các con có biết nơi này không? Từ hôm nay, cô muốn giới thiệu với các con đó là từ Ủy ban. Thế các con có biết ủy ban là gì không? Ủy ban là một cơ quan hành chính của nhà nước. Các con đã nhớ chưa nào? Từ tiếp theo, đó là từ hòa thuận. Hòa thuận là gì? Hòa thuận là cuộc sống luôn vui vẻ, đầm ấm và không bao giờ có tranh cãi. À, các con thấy các bạn này đang làm gì? Các bạn đang luyện tập thể thao đó các con. Vậy cô có từ luyện tập
Luyện tập là làm đi làm lại một nội dung nhiều lần cho thành thạo thì mình gọi là luyện tập. Các con đã nhớ chưa nào? Cô vừa giải thích cho các con nghĩa các từ mới. Bây giờ các con cùng cô luyện đọc nào. Các con nghe cô đọc. Ủy ban, hòa thuận, luyện tập. Bây giờ các con hãy dùng thước và bút chì gạch dưới cho cô những tiếng nào có vần hôm nay chúng ta ôn tập nhé. Các con hãy quan sát xem các con đã gạch giống cô chưa nào. Các con đã gạch giống cô chưa? Cô khen những bạn nào đã có kết quả giống cô. Bây giờ các con hãy đọc lại những tiếng có vần hôm nay chúng ta ôn tập. Ủy, thuận, luyện. Chúng ta cùng nhau đọc lại cả ba từ nhé. Ủy ban, hòa thuận, luyện tập. Các con và cô sẽ cùng nhau đọc lại cả bài. Ơi, ơ, ôn, ốt, uy, uy, uyên, uyết, ôn, út, ủy ban, hòa thuận, luyện tập. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn cho các con luyện viết hai từ ngày hôm nay. Từ thứ nhất đó là hòa thuận. Các con hãy quan sát cả hai chữ, chữ hòa và chữ thuận. Cả hai chữ này, điểm bắt đầu đều là ở đường ly 2 và kết thúc ở đường ly 2. Tiếp theo, cô hướng dẫn cho các con viết từ luyện tập. Cả hai chữ luyện và chữ tập cũng đều bắt đầu là đường ly 2 và kết thúc ở đường ly số 2. Các con đã nhớ chưa nào? Cô có một bức tranh, các con hãy quan sát cho cô biết nào. Những chàng thanh niên này đang làm gì đây? À, những chàng thanh niên này đang kéo lưới và đã cá đã đầy khoang rồi đó các con. Và cô có một bài thơ minh họa cho bức tranh này. Các con hãy nghe cô đọc. Sóng nên thuyền lao hối hả, lưới tung tròn khoan đầy cá, gió lên rồi cánh buồm ơi. Bây giờ tới các con đọc. Các con đã luyện đọc xong rồi. Bây giờ các con hãy tìm cho cô những tiếng nào mang vần hôm nay chúng ta ôn tập. Các con hãy dùng thước gạch dưới tiếng đó nhé. À, đó là tiếng thuyền. Tiếng thuyền mang vần uyên mà hôm nay chúng ta ôn tập. Các con hãy nghe cô phân tích tiếng thuyền. Tiếng thuyền gồm có âm thờ đứng trước, vần uyên đứng sau, thanh huyền trên đầu âm ê. Bây giờ cô và các con cùng nhau đọc lại một lần nữa nhé. Sóng nâng thuyền lao hối hả, lưới tung tròn khoan đầy cá, gió lên rồi cánh buồm ơi. Các con lưu ý cho cô, khi kết thúc mỗi dòng thơ, các con cần phải ngắt hơi để đọc cho hay nhé. Và kết thúc dấu chấm, chúng ta sẽ nghỉ hơi. Bây giờ cô và các con cùng nhau đọc lại một lần nữa. Sóng nâng thuyền lao hối hả, lưới tung tròn khoan đầy cá, gió lên rồi cánh buồm ơi. Các con vừa luyện đọc rất là tốt. Cô có lời ngợi khen cả lớp chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một hoạt động, đó là kể chuyện. Và câu chuyện hôm nay có tên là Chuyện kể mãi không hết.
Các con hãy nhắc lại tên câu chuyện của ngày hôm nay đi nào. Các con hãy chú ý lắng nghe cô kể câu chuyện và xem nội dung của câu chuyện là gì nhé. Ngày xưa, có một ông vua rất thích nghe kể chuyện. Ông ra lệnh cho cả vương quốc phải tìm ra những người kể chuyện, và điều quan trọng là chuyện kể mãi không có kết thúc. Ai làm được thì sẽ được trọng thưởng, còn nếu không thì sẽ bị tống giam. Rất nhiều người lên kinh đô thử tài, nhưng cuối cùng câu chuyện kể dở hay và hấp dẫn đến đâu vẫn có kết thúc. Ngày kết thúc câu chuyện cũng là ngày người kể chuyện bị tống giam vào ngục. Một làng kia, có một anh nông dân rất thông minh. Được biết có cuộc thi kỳ quặc như vậy, anh liền lên kinh đô và xin được vua cho thử tài. Anh liền bắt đầu câu chuyện như thế này. Một con chuột bò từ hang vào một kho lương. Nó đào xuyên qua tường kho, đến được nơi chứa các kho thóc. Con chuột liền tha thóc từ kho về hang, rồi lại từ hang đến kho thóc, và lại tha thóc về hang, rồi nó lại. Anh nông dân cứ kể như thế mãi. Vua muốn nghỉ anh cũng không cho nghỉ, vì chưa kể hết câu chuyện. Cuối cùng vua đành xin anh thôi kể và thưởng cho anh thật nhiều thứ để anh sớm trở về nhà. Cũng từ đấy ông vua không còn hay ra những lệnh kỳ quặc nữa. Vậy là cô vừa kể xong câu chuyện cho các con nghe. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô kể lần hai nhé. Chanh 1. Ngày xưa có một ông vua rất thích nghe kể chuyện. Ông ra lệnh cho cả vương quốc phải tìm ra những người kể chuyện, và điều quan trọng là chuyện phải kể mãi không có kết thúc. Ai làm được thì sẽ được trọng thưởng, còn nếu không sẽ bị tống giam. Vậy các con hãy trả lời cho cô câu hỏi sau đây. Nhà vua đã ra lệnh cho những người kể chuyện phải kể những câu chuyện như thế nào? Các con đã có câu trả lời của mình chưa? Nhà vua ra lệnh cho những người kể chuyện phải kể mãi không có kết thúc. Tranh 2. Rất nhiều người lên kinh đô thử tài, nhưng cuối cùng câu chuyện kể dẫu hay và hấp dẫn đến đâu vẫn có kết thúc. Ngày kết thúc câu chuyện cũng là ngày người kể chuyện bị tống vào ngục. Sau khi nghe cô kể đoạn chuyện thứ hai, các con hãy trả lời câu hỏi sau đây. Những người kể chuyện cho vua nghe đã bị vua làm gì? Và vì sao họ lại bị đối xử như vậy? Có bạn nào có câu trả lời chưa nào? Và câu trả lời chính xác là những người lên kể chuyện cho vua nghe đã bị vua tống vào ngục, vì câu chuyện họ kể vẫn có hồi kết, đúng không nào? Và tiếp tục tranh 3. Một làng kia, có một anh nông dân rất thông minh. Được biết có cuộc thi kỳ quặc như vậy, anh liền lên kinh đô và xin được vua cho thử tài. Sau khi nghe cô kể cho chắc xong đoạn chuyện thứ 3, các con hãy nhớ lại câu chuyện của anh nông dân và hãy kể lại xem anh nông dân đã kể câu chuyện như thế nào. Các con hãy kể cho bố mẹ mình nghe nhé. Các con đã kể cho bố mẹ mình nghe chưa? Và bây giờ cô sẽ kể lại đoạn cuối cùng. Anh liền bắt đầu kể chuyện như thế này. Một con chuột bò từ hang vào một kho lương. Nó đào xuyên qua tường kho, đến được nơi chứa các kho thóc. Con chuột liền tha thóc từ kho về hang, rồi nó lại từ hang đến kho thóc, và lại tha thóc về hang, rồi nó lại. Cứ như thế anh nông dân kể mãi. Vua kêu ngừng nhưng anh vẫn không ngừng. Thế là cuối cùng nhà vua đã thưởng cho anh thật nhiều thứ để anh sớm trở về quê.
Cô vừa kể xong đoạn cuối cùng của bốn bức tranh. Bây giờ các con hãy trả lời cho cô câu chuyện sau đây. Vì sao anh nông dân được vua thưởng? À đúng rồi, vì anh kể một câu chuyện không có hồi kết đúng không nào? Cô khen những bạn nào đã trả lời đúng câu hỏi của cô. Và đây cũng chính là nội dung của bốn bức tranh trong câu chuyện ngày hôm nay. Chuyện kể mãi không hết có ý nghĩa là ca ngợi trí thông minh của người nông dân, lên án những mệnh lệnh kỳ quặc của vua chúa thời xưa. Các con đã hiểu ý nghĩa của câu chuyện chưa? Bây giờ các con hãy kể lại một đoạn chuyện mà các con yêu thích cho bố mẹ mình nghe hoặc là anh chị trong gia đình mình nghe nhé. Câu chuyện của cô kể đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ cô có một phiếu bài tập muốn hướng dẫn cho các con. Các con hãy quan sát phiếu bài tập sau đây. Bài tập thứ nhất, yêu cầu nói vần với từ chứa vần thích hợp. Đây là những từ và đây là các vần. Nhiệm vụ của các con sẽ lựa chọn những từ có chứa vần thích hợp mình sẽ nói vào nha. Bài tập thứ hai là chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống. Đây là các tiếng, còn đây là những câu còn thiếu tiếng. Nhiệm vụ của các con là sẽ đọc kỹ các câu này và lựa chọn những tiếng phù hợp để điền vào đây tạo thành câu có nghĩa. Các con đã hiểu câu chưa nào? Và cuối cùng là các con sẽ luyện viết cho cô, đó là hòa thuận và luyện tập. Các con lưu ý khi viết, các con cần chú ý điểm bắt đầu và điểm kết thúc của các con chữ nhé. Khi viết xong và hoàn thành xong phiếu bài tập, các con hãy gửi cho cô của mình nha. Tiết học hôm nay đã kết thúc rồi. Cô thân ái chào các con. Hẹn gặp các con vào tiết học sau. Chào tạm biệt các con.